Lời đầu cho em xin tự gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh Tổ quốc phát triển. Hôm nay là ngày 29 tháng 6. Em làm cái video tri ân cho các bác 30 chiếc đầu đĩa CD. Đấy, trong tầm giá từ 800.000 đồng. 800.000 đồng. Đấy, để cho các bác được lựa chọn. Hôm nay em bán hàng, ngày hôm nay là ngày 29 và ngày 30, trong hai cái ngày đó em bán hàng không lợi nhuận của các bác. Và giá bên em báo là giá bao gồm phí ship rồi. Đấy, khi các bác là chuyển đủ tiền. Còn bác nào đặt cọc 500 nghìn thì không được báo ship. Đấy. Thì thời gian vừa qua thì em cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng hộ sản phẩm, rồi cũng như là động viên giúp em làm tốt cái trách nhiệm của mình để phục vụ các bác. Thì một lần nữa thì em xin cảm ơn chân thành đến tất cả anh em yêu Euro cũng như là anh em yêu mến em trong suốt thời gian qua. Thì hàng tháng thì em cố gắng dành những cái sản phẩm giá ưu đãi nhất để cho anh em chơi. Khách hàng là khách hàng thân thiết bên em rồi thì luôn được những cái giá ưu đãi và luôn được cái chế độ đãi ngộ tốt nhất của em dành cho khách hàng thân thiết. Thế ngoài ra thì một số anh em đã thường xuyên theo dõi cũng như ủng hộ kênh của em thì em cũng có những sản phẩm giá thành tốt nhất để cho các bác chơi. Rồi thì hôm nay thì em có 30 sản phẩm này em làm giá sập sàn, thay lời trên thiết thực nhất của em dành cho các bác. Và cái giá này em chỉ bán trong hai ngày là ngày 29 và ngày 30. Nhưng bác hàng bác nào đặt mua trong cái sản phẩm của lô này thì phải chờ em đến ngày mùng 6 thì em tiếp tục quay trở lại làm việc, em phục vụ trả hàng cho các bác. Còn sau 15 sau chiều nay 15 giờ thì em có công việc gia đình nên là em tạm nghỉ. Đấy, bác nào tin tưởng ủng hộ em thì chuyển tiền đặt mua và sau đó đến ngày mùng 6 em quay trở lại làm việc thì em tiếp tục trả hàng cho các bác. Đấy. Thì cách thức mua hàng bên em thì các bác thường xuyên theo dõi thì biết rồi, các bác nào chưa biết thì các bác chuyển đủ tiền giúp em thì được bao ship mà em vệ sinh xong. Những này làm video test trước khi gửi đi cho các bác được biết. Bác nào ưng sản phẩm thì em gửi hàng, còn không ưng sản phẩm em giữ lại và chuyển lại tiền 100% cho bác. Các bác không mất bất kỳ đồng phí nào. Đấy. Rồi trong quá trình nhận hàng, nếu sản phẩm bên em bị lỗi, các bác giữ nguyên tem niêm phong, không quá cẩn thận với em. Em cũng hoàn tiền lại 100% cho bác. Các bác cũng không mất bất cứ đồng phí nào, kể cả tiền phí ship. Đấy. Đây là cách thức mua hàng của bên em. Đấy. Và em cũng không gửi hình ảnh cho bất cứ bác nào khi chưa chuyển đủ tiền. Đấy, còn bác nào mà chưa biết thì hãy tham khảo Google. Họ giúp em cái sản phẩm mình định mua, rồi sau đó mình chọn lựa. Đấy. Rồi ở đây thì em xin báo giá từ lần đợt từ trái qua phải để cho bác được chọn lựa. Thì ở chiếc đầu, chiếc tiên là chiếc đầu của hãng Puller với model là M560. Thì chiếc đầu này bản thân nó là 6 đĩa, nhưng mà về thì bản thân bên kia người ta tránh cái tình trạng dắt đĩa, người ta sử dụng ổ một đĩa rồi. Đấy, rất là tiện lợi cho bác, cái ổ một đĩa này đắt hơn ổ 6 đĩa. Đấy. Con này mắt đọc rất là tốt nhé, mắt đọc tốt, chất âm hay, có đường cổng quang đầy đủ luôn. Đấy, giá của chiếc đầu này em bán chỉ giá là 800.000 đồng thôi ạ, bao ship của các bác luôn. Tất cả các sản phẩm bên em hôm nay là em bao ship luôn, em bao giá bao ship nhé. Rồi tiếp tiếp trên này chiếc đầu Panasonic với brand là 3915Z, thì con này chất âm rất là hay, giá thành chỉ rẻ, cũng có đường cổng quang ra, giá chỉ có 800.000 đồng thôi. Đấy, 800.000 đồng thôi. Đấy. Tiếp bên trên này là chiếc đầu quãng Victor với model là Z221. Con này size dày giống con 53521 ạ, size dày dặn. Đấy, mắt đọc của Victor rất là bền bỉ và châu bò. Đấy, chất âm khá hay, giá của nó cũng 800.000 đồng. Đấy, Victor. Tiếp bên trên này là chiếc đầu của hãng Puller với model là PD434T, con này chạy hai cửa đĩa nhưng mà chỉ dùng một mắt thôi, có hai cửa chứa. Đấy, con này tiếng rất là hay, nhưng phần dưới đáy của nó hơi bị ố nhá, hơi bị ố. Thế nên là em bán cũng rất là rẻ thôi, mắt đọc tuyến mắt đọc của Puller rồi, không chung mắt nào cả. Đấy. Thì con này em bán hôm nay cũng bán là 800 đồng để bác chơi thôi, bình thường giá nó trên triệu hết đúng nhá. Đấy. Rồi phía trên này là hai con đầu Victor với model của nó là V313, dòng này dòng đời mới, mắt đọc cực tốt không nhá, có chất tâm may, chất tâm rất là tươi sáng mềm mại. Đấy. Cửa đĩa ở giữa này, ngoại hình cơ bản đẹp, còn cái phần dây sức nhỏ thì không tránh khỏi rồi nhá,
Hai con này thì em bán đồng giá với nhau là 800 ngàn đồng để cho các bác được chọn lựa nhé. Đấy. Tiếp phía trên này là chiếc đồng của hãng Soli với một đen là XE500. XE500. Con này là dùng mắt 23, rất dễ thay thế và không gắn đĩa, giá chỉ có 250 nghìn thôi. Thì con đầu Sony XE500 này thì ngày hôm nay em bán với giá là có 900 ngàn đồng thôi các nhá, 900 ngàn đồng. Đấy. Còn bề mới mà. Rồi, tiếp bên trên này là chiếc đầu của hãng Soli với một đen của nó là CDP597. Con này dòng đời mới nên là cái ngoại hình khá là đẹp, dày dặn. Đấy. Đấy, con này cũng có đường cổng quang da. Thì giá chiếc đầu Soli 597 này em bán với giá là 950 ngàn đồng. À, 1 triệu đồng, xin lỗi, 1 triệu đồng. Soli 597 là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Đấy. Tiếp đến với trên này là chiếc đầu của hãng Đờ Lông với model là DCD 810. Đấy. Thì con Đờ Lông 810 này là em bán với giá là 950 ngàn đồng. 950 ngàn đồng. Đấy. Rồi tiếp phía trên này là hai chiếc đầu của hãng Marzang với model là CD 4000. Đấy. Con này về tình trạng thì mặt mũi nó cũng bị chảy xước, đã không được đẹp lắm nhé, không đẹp lắm. Đấy. Thì em cái lắp lưng thì đều phải sửa lại vì nó có vết xước. Nên là hai con này em bán đồng giá với nhau là 900 ngàn đồng. Bác nào ở chỗ nào để chọn. Đấy, các bác nào không quan trọng hình thức, chất âm hay. Marzang thì nó nổi tiếng về chất âm rồi. Nghe nhạc vàng thì tê tái rồi, không nhá. Đấy. Giá chỉ có 950 ngàn đồng thôi. Rồi tiếp với trên này là chiếc đầu của hãng Onkyo với một đen là C100, mặt phay nhôm màu 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 vàng các nhé. Hiện chữ Liverpool, hiện cái logo Liverpool này rất là đẹp. Đấy, con này thì sau này hư mắt thay là mắt của hãng Sony. Đấy. À, con Onkyo này em bán với giá là 1 triệu đồng. Onkyo C100 này. Đấy. Các bạn rất là đẹp. Đấy. Những cái nút bấm này hơi ốm một chút thôi. Đấy. Rồi tiếp sang vào đây là hai chiếc đầu của hãng Victor, hai chiếc đầu của hãng Victor với model của nó là XV501. Đấy, 501. Con này là cái keo vết keo vẫn còn em chưa lau thôi, em để nguyên với bác nào mua cái sản phẩm nào em mới vệ sinh thôi, thật sự nó có thời gian thôi ạ. Đấy, được anh em ủng hộ nên là em cứ là con nào bán thì em mới làm thôi. Đấy, thì một con trên này, con trên này đẹp, con trên này đẹp thì em bán với giá là 1,2 triệu đấy, 1,2 triệu. Còn con dưới này thì phía sau ấy, phía sau đít của nó thì cũng có vết xước, xước sơn thì em bán với giá là 1 triệu đồng nhé, 1 triệu đồng bác chơi. Đấy. Rồi bên dưới này là tiếp đầu hãng Tecam với model là CD200. Con này thì dùng mắt tập của Soli rồi, rồi nó có thể đủ cổng kết nối, cổng da như cổng quang, cổng cô xoan đầy đủ hết. Con này chất âm khá hay, Tecam âm thanh cũng nổi tiếng rồi. Đấy. Và chống rung rất là tốt. Và con này thì em bán với giá là 1,2 triệu đồng. 1,2 triệu đồng. Tiếp xuống bên dưới này chiếc đầu hãng Marzang với một đen là CD46. CD46. Thì con này thì cái chữ nó hơi bị lệch một chút này. Hơi lệch một chút. Chất âm của Marzang biết rồi, khá là ngọt ngào rồi. Thì hôm nay em bán con chiếc đầu Marzang 46 này chỉ có 1,2 triệu đồng thôi ạ. Đấy. Tiếp xuống bên dưới này là chiếc đầu hãng Tech với model của nó là P3000. Con này mắt đọc của số ly. Con Tech P3000 này em bán với giá là 1,4 triệu. Đấy, 1,4 triệu. Rồi tiếp xuống bên dưới này chiếc đầu hãng Peeler với model là P313. Con này mắt đọc cực tốt các nhé, mắt đọc cực tốt thì về tình trạng đây, cái phần nhựa dưới này thì nó hơi bị bẻ dưới này, mép dựa cái mép thôi nhé, nó mép này không nhựa phần máy cả. Đấy. Con P313 thì em bán với giá là 800 ngàn đồng nhé, 800 ngàn đồng để bác chơi. Và tiếp xuống phía dưới này là tiếp đầu của hãng Kenwood với một đen là DP5010. Và con này và hiện tại là mắt của Toshiba, sau này hư thì bác thay được mắt của Sony. Size của nó size 44, Kenwood là size 44 các nhé. À, nó dùng hai con PCM56 âm khá là hay đó, 16 bit đấy. Đấy. Và tầm giá rất là rẻ thôi. Con này thì tầm giá xuất xưởng nó bằng với con Sony 970 và 950. Đấy. Và giá uh,
giá bây giờ em bán với giá là 1 triệu đồng có nhá, 1 triệu đồng nó chơi. Đấy. Tiếp xuống bên dưới này nữa là con tiếp đầu hãng Technic với model của nó SNPS 860 860. Đấy, con này có chức năng chạy cả cả con A bắt từ đọc rất là tốt đấy ạ. Đấy. Con này thì chỉ vẽ cái mép này nó hơi bị mấy cái mép này thôi, cái mép viền đỏ này con này đấy, chứ cơ bản mặt mũi cơ bản đẹp. Thì con này em bán với giá ngày hôm nay là 1,4 triệu cỡ nhé, 1,4 triệu. Đấy. Rồi tiếp dưới này hai chiếc đầu quãng đường lông với một đen là DCD 1.300. Con này dùng mắt đọc 1-2-3 cũng rất dễ thay thế rồi ạ. Đấy. Hai con 1.300 này em bán đồng giá là 1 triệu đồng để cho bác chơi, 1 triệu đồng. Đấy. Rồi tiếp sang vào đây là chiếc đầu quãng Victor với một đen LZ701. Con này cứ nổi tiếng mà chất âm quá hay rồi. Đấy, về tình trạng này nó có chảy đây, có chảy đây, vào đây cái mép này có chảy. Đấy. Và ở đây có một cái vết xước này để nó gãy một cái volume đây. Đấy. Thì con này em bán với giá là 1,6 triệu đồng thôi nhé, 1,6 triệu đồng. Đấy. Rồi tiếp với trên này là chiếc đầu quãng Onkyo với model của nó là C701XD. Con này size rất là dày nhé, size dày mặt phay nhôm. Con này nó dùng mắt từ nhé. Thì chiếc đầu này hôm nay em bán với giá là 2 triệu đồng nhé, 2 triệu đồng. Đấy. Rồi tiếp với trên này chiếc đầu Bueller với model là PD7070. Con này mặt phay nhôm rất là chắc chắn, đẹp đẹp, chất âm hay, đầy đủ cổng kết nối, cổng quang, cổng cua xoăn đầy đủ hết. Đấy. Con Bueller 701 này em bán với giá là 1,6 triệu đồng. Tiếp xuống với trên trên này nữa là chiếc đầu hãng Kenwood với model là DP6020. Và con này thì dùng mắt đọc của Soli, này cũng rất dễ thay thế đấy ạ. Đồng một khoát lớn rất là đẹp, chất đâm của nó 20 bit ạ. Và giá hôm nay em bán con Kenwood này chỉ có 1,5 triệu đồng thôi. Không nhá. 1,5 triệu đồng thôi, quá rẻ phải không bác? Đấy. Rồi, tiếp với trên này là chiếc đầu quãng Onkyo với model của nó là C702. Con này màu vàng, không nhá. Màu vàng. Đấy, rất là đẹp, cửa đĩa ở giữa, mắt đọc Soli rất dễ thay thế và không gắn đĩa. Đấy. Thì con 702 này thì em bán với giá là 1,8 triệu đồng. 1,8 triệu đồng. Tiếp trên này là chiếc đầu Onkyo với model của nó là C724. Con này màu mặt cũng mặt phay nhôm. Màu vàng luôn, mắt đọc của Sony cũng đã dễ thay thế rồi. Đấy. Thì con này em bán với giá là 1,6 triệu đồng. 6 triệu đồng. Rồi, tiếp trên này là chiếc đầu Sony với model của nó là D1, XDD1. Con này đọc đĩa CD, đọc đĩa MD và nó khuếch đại được âm thanh qua đường analog các bác đưa đường tín hiệu vào và các bác điều chỉnh đây là line này. Đấy, nó như kiểu giải mã đấy các bác nhé, chất âm rất là hay. Đấy. Mắt đọc dễ thay thế thôi ạ. Giá của chiếc đầu D1 này em bán với giá là 2 triệu đồng. Đấy. Tiếp bên trên này nó chiếc đầu giải mã đọc đĩa MD, giải mã mạng công mồi 24 bit không nhá. Đấy. Qua đường analog, qua đường cua xoăn, qua đường cổng quang. Đấy. Thì giá chiếc đầu Sony 503 này hôm nay em bán với giá là chỉ có 2,5 triệu đồng thôi các nhá, 2,5 triệu đồng thôi. Đấy. Thì con này ở đây là nắp lưng này, thường đầu đời mới cái nắp lưng nó hơi nhám dính thì nó bị bay sơn đấy các nhá. Đấy, bay sơn. Đấy. Dòng đời mới của Sony nó hay bị cái kiểu sơn như này. Thế phải sơn lại cho đẹp nhé. Em sẽ sơn lại, và sơn lại thì cũng mất 100.000 các bác nhé. Đấy, cái thì em cũng phải bỏ tiền ra, không tính tiền cho bác được. Giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Trong 2 ngày, ngày 29 này và ngày 30 này. Thì đây là toàn bộ sản phẩm mà em chiên đến các bác ngày 29 và ngày 30 của tháng 6 này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em, với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Bác nào đặt mua thì đến ngày mùng 6 tháng 7 thì em tiếp tục làm việc trở lại, thì em sẽ trả hàng cho các bác. Thì hiện tại là sau 15 giờ chiều nay thì em có việc của gia đình, em nghỉ mấy ngày. Đấy. Thì một lần nữa thì em xin cảm ơn chân thành đến tất cả anh em giao lô trên miền Tổ quốc đã thường xuyên ủng hộ, yêu thương em trong suốt thời gian vừa qua. Đấy. Em cũng cố gắng hoàn thiện mình và có những sản phẩm tốt nhất để đem đến cái niềm vui cho các bác chơi audio.
Rồi, em xin phép được dừng video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau.